Chào mừng quý vị và các bạn đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng truy cập vào kênh YouTube chính thức của Uway 301. Hôm nay thì em làm một clip ngắn nhỏ nhỏ để giới thiệu với các bác và anh em ba mẫu đầu giải mã âm thanh của hãng Zinet giải mã 32 bit để cho anh em lựa chọn. Trước tiên, muốn giới thiệu với các bác và anh em dòng DAC DA800. Đây là một dòng DAC mà rất nhiều anh em yêu thích. Thứ nhất là nó full các chức năng, có Bluetooth này, về có cổng quang, cổng coaxial, cổng optical, cổng USB kết nối với cả máy tính. Và đặc biệt Bluetooth là 5.1 hỗ trợ LDAC. Có một cái khác biệt so với hai mẫu đầu giải mã còn lại. Ngoài đường AV ra, còn có đường optical out. Tất cả các đường Bluetooth vào này, USB vào, optical vào, coaxial vào, ngoài xuất ra đường AV, giải mã ra tín hiệu analog, còn có cho ra cái đường cáp quang nữa để thuận tiện cho anh em dùng hai bộ dàn kết nối với thiết bị khác, vô cùng là tiện lợi. Và phía trước của nó còn có hai ngõ ra, một là cổng 3.5, hai là cổng 6 ly để anh em có thể kết nối tai phone vào đây. Trước tiên tổng qua về cái sản phẩm này thì em có bán cách đây khá lâu rồi, không khác gì cái phiên bản cũ, chỉ khác một cái là cái bản mới nhất hiện tại là được sản xuất tại Singapore. Bản cũ thì là Made in China, còn bản này được sản xuất tại chính quốc Made in Singapore, model mặt DA800. Toàn bộ bên ngoài được thiết kế vỏ nhôm phai nguyên khối, có một cái nút đa năng này, bật tắt anh em ấn giữ là tắt, bật một cái nào hoạt động, và volume chỉnh to nhỏ, volume vô cực anh em nhé. Ở đây sẽ bên trái đây sẽ có các đèn báo ngõ vào, coaxial, optical, USB, Bluetooth. Anh em ấn đèn sáng ở vị trí nào thì là tín hiệu chọn ngõ vào ở vị trí đó. USB này, Bluetooth này, coaxial, optical. Sản phẩm này chỉ có đúng một cái không có này, đó là không có cái màn hình hiển thị. Còn ngoài ra về các cổng kết nối này, về giải mã đầy cao 32 bit này, 384 kHz này, DSD256 này, chip ES9038 của Mỹ này, và còn có cả cổng optical out này, rất nhiều ưu điểm, chỉ có một cái là không có màn hình hiển thị thôi, còn lại là đều ok. Thế nhưng bù lại này, giá của nó vô cùng là tốt, chưa đến 3 triệu đồng, chính xác giá 2.850.000 đồng cho các bác và anh em. DAC DA800 giá chỉ 2.850.000 đồng và được miễn phí giao hàng toàn quốc. Bên em thì tặng kèm dây cáp quang của Hitachi, chiều dài 1,5 m. Còn nếu như mà anh em nâng cấp sang dây cáp quang Zinet thì thêm 100.000 đồng cho em. Dây cáp quang Hitachi chiều dài 1,5 m bên em bán với giá là 185.000 đồng. Dây cáp quang của Zinet chiều dài 2 m bên em bán với giá là 310.000 đồng và được miễn phí giao hàng toàn quốc. Anh em mua đầu giải mã thì sẽ được tặng kèm dây cáp quang Hitachi. Còn ngoài ra anh em cần dây cáp quang mua lẻ thì báo bên em sẽ miễn phí giao hàng cho các bác và anh em. Tiếp đến một mẫu DAC giải mã thứ hai, ZN60D. Hình thức thì cực kỳ là đẹp, anh em cùng nhìn ở đây. Có thể nói cái bản ZN60D này chính là cái bản thu nhỏ của chiếc ZN9800 Pro. Màn hình OLED, độ phân giải rất cao, nhìn rất nét và rõ ràng. Em nhìn nút mốt chuyển chế độ này, USB, Bluetooth, coaxial, optical và hiện tần số lấy mẫu khi anh em kết nối ở đây. Anh em ấn giữ nút mốt đây, bật tắt này, chuẩn Hi-Res Audio. Kích thước mặt ngang này là 12,5 cm, nó to hơn con topping anh em nhé. Topping D5S thì chỉ được khoảng 10,5 cm thôi. Em nhớ chính xác là đến tầm này. Cũng là chuẩn Hi-Res Audio. Con này thì cũng dùng chip ES9038 chip của Mỹ, Zinet. Có một cái là con này thì nó chỉ có một đường ra là đường AV thôi, nó không có đường 3.5 ra, không có đường cáp quang ra như con DA800. Các đường vào anh em có này, USB này, optical này, coaxial này, Bluetooth này, và đường ra là AV, đúng một cổng. Model là ZN60D, Made in Singapore. Và giá của chiếc DAC ZN60D này là 4.600.000 đồng và cũng được miễn phí giao hàng, bảo hành 12 tháng. Anh em lưu ý rằng tất cả các dòng đầu giải mã em vừa báo ở đây đều được bảo hành 1 năm, lỗi đổi mới không sửa chữa,
hết thời hạn bảo hành, bên em hỗ trợ anh em sửa chữa. Trùng cuối DAC ZN9800 Pro. Bản này rất là gấu, anh em xem đây. Khi review chỗ này thì em phải bỏ hết những cái xung quanh ra, bởi vì là nó khá là to, nặng 5 kg. Size chiều ngang là 43 cm, sâu này là 25 cm. Anh em cùng nhìn là sản phẩm này. Đây cũng thuộc phân khúc cao cấp rồi. ZL9800 Pro. Nút nguồn bật tắt. Ngay cả cái nút nguồn anh em nhìn ạ, thiết kế nhé, cực kỳ đẹp anh em, bật cái này. Đó. Màn hình. Và cái logo cực kỳ là sang trọng, rất thích. Anh em nhìn này, mạ vàng, logo của Zinet, cả những cái chân, chân đứng này. Đấy. Và rất là mút và chống rung rất tốt nha, khi anh em đặt xuống. Vì nó có cái mút cao su ở phía dưới. Chân đồng là chén đồng, còn dưới nó có mút cao su. Nên là anh em cái độ xê dịch của nó rất là nì xuống cái mặt phẳng. Hỗ trợ LDAC, DSD. Con này giải mã 32 bit rồi. Hai nút giảm âm lượng, tăng giảm âm lượng ở đây. Nút mode để chuyển chế độ. Đó. Và quý vị nhìn này, cái màu này nó sơn kiểu sơn sần. Đây là khi em cầm vào sẽ có vân tay một chút. Mặt sau là anh em xem. Bluetooth, USB, Coaxial, Optical. Và có hai ngõ ra, một là đường ra AV, RCA. Đây gọi là ngõ ra không cân bằng. Còn một đường ra cân bằng là XLR, hay còn gọi là Canon. ZN9800 Pro, made in Singapore. Giá của chiếc đầu DAC ZN9800 Pro này có giá là 18.500.000 đồng. Đây là 3 mẫu đầu DAC 32 bit em vừa giới thiệu với các bác và anh em. Ngoài ra thì anh em hoàn toàn có thể kết hợp thêm với những chiếc dè đèn. Tức là thay vì chúng ta kết nối trực tiếp từ đầu giải mã xuống âm ly, chúng ta có thể qua những chiếc dè đèn như này, là bộ phận tiền khuếch đại, có nhiệm vụ là phối hợp trở kháng và cân bằng âm sắc. Anh em có thể điều chỉnh bass, chép, volume để chọn gõ vào. Ngoài ra có cả Bluetooth JT600D, có đường AV in này, đường AV out này và đường 3.5 out. Và anh em có thể đấu cho hai thiết bị, một đường AV đấu cho một chiếc âm ly thứ nhất, một đường 3.5 đấu cho âm ly thứ hai. Modem là Tupe Pre JT600D, made in Singapore, giá 2.450.000 đồng, sử dụng cặp bóng Mỹ 5654. Vừa rồi là em vừa báo giá chi tiết 3 chiếc đầu DAC giải mã 32 bit của hãng Zinet. Các bác và anh em yêu thích dòng sản phẩm nào hoặc là muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại ở trên màn hình. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.